Quyển 73 thứ 15 Bồ Tát Địa phần 2. Lại nữa Ốt Đà Nam nói: Tư trạch tự tánh thủ, tát ca thần hữu thế gian, chân tầm tư thật trí, mật ý cùng thứ lớp. Hỏi: Năm sự như vậy nhiếp thuộc bao nhiêu đế? Đáp: Tướng nhiếp thuộc 4 ản lập đế, danh nhiếp thuộc 1 khổ đế, phân biệt nhiếp thuộc 3 đế, trừ diệt đế, trần như nhiếp thuộc 4 phi ản lập đế, chánh trí duyên cảnh ản lập, phi ản lập đế, nhiếp thuộc đạo đế. Hỏi: Các tướng là danh ư? Giả sử danh là các tướng ư? Đáp: Các danh đều là tướng, có tướng mà chẳng phải danh, đó là trừ tướng danh, 4 tướng còn lại, phần còn lại tùy chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Hỏi: Các tướng đều là tướng của tướng ư? Giả sử tướng của tướng đều là tướng ư? Đáp: Tướng của các tướng đều là tướng, có tướng chẳng phải tướng của tướng, đó là 4 tướng danh. Hỏi: Nếu phân biệt tướng của tướng thì hòa hợp nhau, nương nhau với tất cả tướng danh mà khởi phân biệt ư? Giả sử phân biệt tướng danh thì hòa hợp nhau, nương nhau với tất cả tướng của tướng mà khởi phân biệt ư? Đáp: Nên tác 4 câu, hoặc phân biệt tướng của tướng chẳng phải cùng hòa hợp nhau, nương nhau với tướng danh mà khởi phân biệt, đó là phân biệt sở hữu tướng của tướng mà chẳng rõ danh ấy, lại ở nơi các tướng đã loại trừ danh tùy miên, hoặc phân biệt tướng danh chẳng phải cùng hòa hợp nhau, nương nhau với tướng của tướng mà khởi phân biệt, đó là phân biệt sở hữu tướng danh mà chẳng rõ sự ấy, hoặc phân biệt tướng của tướng cũng cùng hòa hợp nhau, nương nhau với tướng danh mà khỏi phân biệt, đó là trái với tướng trên, hoặc phân biệt chẳng phải tướng của tướng cũng chẳng phải hòa hợp nhau, nương nhau với tướng danh mà khỏi phân biệt, đó là trừ sở hữu các tướng trên. Hỏi: Nếu tư duy chân như, tức là quán chân như chăng? Giả sử quán chân như, tức là tư duy chân như chăng? Đáp: Nên tác 4 câu, hoặc tư duy chân như chẳng phải quán chân như, đó là dụng phân biệt như phải tác ý tư duy như lý chân như, đây chỉ thấy tướng chân như, chẳng thấy như thật chân như, cho đến vị thông đạt chân chánh căn bản, cũng chưa thông đạt về sau tác ý tư duy an lập chân như hoặc quán chân như, chẳng phải tư duy chân như, đó là vì do thắng nghĩa khi thông đạt chân như nên tư duy tướng kia, hoặc tư duy chân như cũng quán chân như, thông đạt về sau tư duy tương tục phi an lập chân như, hoặc chẳng tư duy chân như cũng chẳng quán chân như, đó là lìa tác ý như lý dẫn dắt tư duy các tướng. Hỏi: Nếu tư duy tướng tức quán tướng ấy chăng? Giả sử quán tướng ấy tức tư duy tướng ấy chăng? Đáp: Nên tác 4 câu, hoặc tư duy tướng chẳng quán tướng ấy như câu thứ 2 phần chân như, hoặc quán tướng ấy chẳng tư duy tướng ấy như câu thứ nhất phần chân như, hoặc tư duy tướng cũng quán tướng ấy như câu thứ tư phần chân như, hoặc chẳng phải tư duy cũng chẳng phải quán tướng ấy như câu thứ ba phần chân như. Hỏi: Năm sự như vậy là nhiếp tất cả pháp hay không nhiếp tất cả pháp? Đáp: Là nhiếp tất cả pháp. Hỏi: Tất cả pháp kia lấy gì làm tự tánh? Đáp: Tự tánh các pháp chẳng thể nói bàn. Hỏi: Nên quán tướng của các pháp kia thế nào? Đáp: Tướng như việc huyễn chẳng phải hoàn toàn không có, thí như việc huyễn có tánh việc huyễn, không tánh voi ngựa xe bộ, cho đến tánh ma ni trân châu vàng bạc. Như vậy thể tánh các pháp tuy có danh tướng khả đắc, không có tự tánh sai khác, thì thiết hiển hiện khá được. Tướng do tên gọi tướng, tự tánh của tướng thật bất khả đắc. Như tướng thì danh tự tánh của danh, phân biệt tự tánh phân biệt, chân như tự tánh chân như, nên biết cũng vậy. Chánh trí do tên gọi chánh trí, tự tánh chánh trí thật bất khả đắc. Vì cớ sao? Vì ở tất cả chủng tùy nói tự tánh mà không thành tựu vậy. Nếu cho là tự tánh các tướng an lập, tương xứng với lượng kia giả lập danh lời, giả danh lời đây nương tướng mà lập, vậy thì nơi tướng trước khi giả lập danh lẽ có nhận thức về tướng kia như đã lập danh, lại ở một tướng kiến lập danh lời, vì chúng có nhiều, vì có sai biệt nên tánh thể của chúng có nhiều có sai biệt, như thế danh lời nương tướng mà lập thì không đúng đạo lý. Nếu cho là các tướng như danh lời an lập, do thế lực danh tự tánh của tướng giành khởi, vậy thì tướng kia trước khi giả lập danh lẽ không có tự tánh, kia đã không có giả lập danh lời cũng lẽ không có,
cho nên hai chủng đều thành lỗi không có. Lại giả danh loài vì chúng có nhiều, vì có sai biệt nên tánh thể chúng có nhiều có sai biệt, thì mắc lỗi khác do các tướng kia chỉ nương nơi khác mà giả kiến lập vậy, cho nên tất cả giả lập danh loài như tự tánh ấy là không đúng đạo lý. Giống như chỗ khởi trùng trùng lại huyễn, thế như người huyễn khéo léo tạo tác trùng trùng lại huyễn, nào là nam nữ, nào là voi ngựa, nhưng các loại kia chẳng phải thật có thể tánh như tướng mạo ấy. Như vậy các tướng chẳng xứng với danh lời mà có tánh thể thật nên biết cũng vậy. Nếu cho là lìa sự hòa hợp của hai chủng tướng và danh lời mà có tự tánh sanh, vậy thì kia ở nơi các tướng hoặc ở danh ngôn hoặc ở giữa hai mà hiện có được, nhưng điều này chẳng thể được. Cho nên kế chấp đây cũng không đúng đạo lý. Do nhân duyên đây để nói ở tất cả chủng tự tánh đều không chỗ có. Nếu cho là danh lời năng hiện tự tánh cũng không đúng đạo lý. Nếu cho là thủ hoặc không thủ giả lập danh lời đều có lỗi, hoặc thủ tướng rồi giả lập danh lời liền không thành hiển, hoặc không thủ tướng giả lập danh lời thì danh lời đây không có sự nên không đúng đạo lý. Lại như trước thuyết chỗ lập danh lời vì chúng có nhiều, vì có sai biệt, tức có nhiều tánh thể sai biệt, đây thành lỗi lầm lớn. Lại dùng thí dụ chiếu soi thấy rõ tướng và danh lời không giống nhau nên không đúng đạo lý. Không giống nhau đây là thấy rõ ở tất cả sự đều có nhân duyên, không có điều khác, chủng chủng cũng vậy, năng thủ nhân duyên, danh lời chẳng vậy. Hỏi: trong không thể nói, lời không thể nói này đã hiện khả đắc cho nên tánh pháp không thể nói hết bàn thì không đúng đạo lý. Lại người làm viễn tạo ra trùng trùng hình loại viễn hóa, tùy hình loại kia chẳng phải như tánh kia, nhưng có trùng trùng sự viễn được tạo cũng tương tự tự tánh kia. Vậy không thể dùng thí dụ tương tự được sao? Đáp: khi chánh lập tông nói không thể nói thì cũng đã loại trừ, nhưng vì muốn khiến hiểu nghĩa như vậy nên phương tiện thí thiết, vì thí dụ nên chẳng phải không tương tự, tuy giả danh lời nhưng chẳng thật như tánh kia, nghĩa không thể nói chẳng phải chẳng có. Hỏi: các tướng sự nếu giả lập danh lời thì mới có được, nếu không giả lập thì chẳng thể có. Nếu như vậy dụ có thể tương tự thì không thể nói xứng đạo lý, nếu không như thế thì kế chấp không thể nói kia tức là hoang đường. Đáp: như vậy do trước khởi tám phân biệt nên đời hiện tại ba chủng sự sanh tướng đây như phần bản địa đã thuyết, tức vì ba chủng sự được sanh đây trở lại khỏi phân biệt, do đạo lý đây các pháp tạp nhiễm chuyển chuyển tương tục không đoạn dứt, do nhân duyên đây phân biệt giả lập dụ ấy tương tự, nếu khi đoạn diệt các pháp tạp nhiễm đều có thể tùy diệt chứng đắc thánh trí, vì đây là lượng thì không thể nói cũng không hoàng đường. Hỏi: nếu bây giờ phân biệt giả lập thảy đều đoạn diệt, tức tướng sự lúc ấy tùy khiển trừ, nếu vậy tùy thu được một thánh trí, tức tất cả tướng danh phân biệt nhiếp trong số hữu tình vô tình nội hoại sự vật lẽ đều vĩnh viễn diệt, thế như người huyễn tạo tác các việc huyễn. Đáp: các vật như tướng hoặc do không cùng phân biệt làm nhân, hoặc lại do cùng phân biệt làm nhân, nếu do không cùng phân biệt phát khởi không phân biệt thì kia cũng tùy diệt, nếu cùng phân biệt phát khởi thì phân biệt tuy không mà do phân biệt khác giữ gìn nên không vĩnh viễn diệt, nếu không vậy phân biệt khác kia ứng với không kết quả kia tuy chẳng diệt mà người đắc thanh tịnh và trong sự việc kia được chánh kiến thanh tịnh. Thế như người tu nhiều quán hành ở nơi một sự việc do trí của tâm định thì thấy được chủng chủng thắng giải khác nhau khả đắc kia cũng như vậy. Hỏi: năm sự như vậy bao nhiêu là sở thủ, bao nhiêu là năng thủ? Đáp: ba là sở thủ, phân biệt chánh trí cũng là sở thủ, cũng là năng thủ. Hỏi: năm sự như vậy bao nhiêu chủng nghĩa sở hành thủ? Đáp: được có ba chủng: một, nghĩa sở hành thủ có lời có tướng; hai, nghĩa sở hành thủ không lời có tướng; ba, nghĩa sở hành thủ không lời không tướng. Trong đây chủng đầu là ngôn thuyết tùy giác cảnh sở hành của thủ, chủng thứ hai là ngôn thuyết tùy miên cảnh sở hành của thủ, chủng thứ ba là ngôn thuyết lìa tùy miên cảnh sở hành của thủ. Lại chủng thứ nhất và thứ hai là thủ thế tục đế, chủng sau cùng là thủ thắng nghĩa đế. Lại về sau mới có được chủng thủ ngôn thuyết ra để tùy miên thông cả hai thủ đế nhiếp lấy cảnh sở hành của thủ, đó là trí thế xuất thế.
vì lấy An Lập Đế làm sở hành nên kiến lập trí kia dụng Thông Hai Đế làm cảnh sở hành. Hai chủng thủ đây do hai nhân duyên nên biết được thành tánh thế xuất thế. Vì từng đắc và vì chưa từng đắc, vì nương ngôn thuyết và vì không nương ngôn thuyết. Hỏi: thủ hữu tướng do thế gian cộng thành, thủ vô tướng không do kia cộng thành. Nhân nào duyên nào gọi là thủ vô tướng? Không nhân không duyên thì không đúng đạo lý. Đáp: quả thủ do huân tập danh loài thế tục là thủ hữu tướng, do thế gian cộng thành năng khiến tạp nhiễm. Quả thủ do huân tập trí kiến thắng nghĩa là thủ vô tướng, không phải chỗ cộng thành của thế gian năng khiến thanh tịnh. Cho nên hai thủ đây có nhân có duyên, như mắt đang có bệnh nên thấy các vật ở trước chuyển động. Nếu không có bệnh chỉ có thủ tự tánh không hỗn loạn kia. Hỏi: ở vô tướng giới nếu thủ tướng kia thì không phải thủ vô tướng, nếu không sở thủ cũng chẳng được thành thủ của vô tướng. Nếu vậy sao được gọi là thủ vô tướng? Đáp: vì đã xa lìa ngôn thuyết tùy miên, thủ đây tùy lại thủ vô tướng giới mà vì không thủ tướng nên thành thủ vô tướng. Hỏi: nếu không cấu kết sao nói thành thủ? Đáp: tuy không cấu kết các tướng sai biệt để được tăng thêm, nhưng thủ vô tướng nên được thành thủ. Hỏi: nếu không cấu kết không được tăng thêm, tướng trạng thủ đây sao nói là có thể biết? Đáp: vì thắng nghĩa thủ, vì vô tướng thủ, năm chủng tướng sự đều không hiển hiện lấy làm tướng đây. Hỏi: nếu không phân biệt rõ ràng khá có thể lập thành là thủ, cớ sao không chấp nhận các thủ diệt không? Đáp: vì nghĩa diệt không không có tụ tập, người tu quán chẳng thể nương nơi diệt không mà có sự tụ tập. Hỏi: nếu vậy làm sao chứng biết tướng kia? Đáp: chỗ chứng biết của trí tự chứng đắc bên trong. Hỏi: nếu vậy sao không như sở chứng ấy mà ký biệt? Đáp: vì nội sở chứng đây chẳng phải chỗ các danh loài an đạt được. Hỏi: nếu trước không có trí biết vô tướng, do không có nên cũng không có nghĩa lớp lớp tập trí vô tướng, vì không luận tập trí biết vô tướng tức là không nhân, lẽ chẳng được sanh? Đáp: hữu tướng cũng được làm nhân vô tướng, vì thuận theo kia vậy, trí biết thế gian làm duyên sanh trí xuất thế, trí hữu lậu làm duyên sanh trí vô lậu, hữu tâm định làm duyên sanh vô tâm định, đấy cũng như vậy. Hỏi: Thế Tôn thuyết các trí khổ là nhân được thanh tịnh, nếu trí khổ ở nơi khổ đế do phân biệt khổ nên thành có tướng, nếu chẳng phân biệt thì các trí khổ liền chẳng là có, vì kia không có, vậy sao gọi là sẽ năng được rốt ráo thanh tịnh? Đáp: do lực trí vô tướng tăng thượng nên ở trong các đế cực khéo thành tịnh, thông thế xuất thế phân biệt trí sanh, tức gọi đã đoạn phiền não sở đoạn. Trí vô tướng kia là nhân trí khổ, tránh năng đoạn về phiền não sở đoạn. Ở trong nhân đây giả lập danh quả, thực giả nói đây là trí khổ cho nên không có lỗi. Hỏi: trước thuyết sở thủ là quả năng thủ, tức năng thủ đây nên nói là quả của cái gì? Đáp: hai đây chuyển chuyển xoay vần làm quả cho nhau. Hỏi: nếu cảnh sở tri vô thường tích tập tiếp nối nhau nhiều vô lượng, phần nhiều chẳng hiện thấy được, cớ sao người tu quán hành duyên kia làm cảnh và khiến chuyển diệt? Đáp: vị kia vì lực văn thư tăng thượng nên đắc tam ma địa, do nhân duyên kia khiến làm chủng cảnh giới ảnh tượng tam ma địa hiện tiền, tức duyên sự đây lấy làm cảnh giới, vì chưa khiển đây kia được chuyển diệt. Hỏi: chưa khiển năm chủng cảnh giới sở chi nên nói tướng nào? Đáp: chuyển y vô thượng vô vi niết bàn lấy làm tướng kia. Sao gọi là niết bàn? Nghĩa pháp giới thành tịnh, các khổ phiền não vĩnh viễn tịch tĩnh, chẳng phải nghĩa diệt không? Hỏi: nếu chỉ có các khổ phiền não vĩnh viễn tịch tĩnh gọi là niết bàn, vì nhân duyên nào chẳng phải nghĩa diệt không? Đáp: như ngoại thủy giới, chỉ lìa sao động cấu bẩn được tánh trong sạch, chẳng phải lúc chưa lìa cấu uế không tánh trong sạch, lại như vàng ròng chỉ lìa cứng rắn được tánh mềm mại, chẳng phải lúc chưa lìa kia không tánh mềm mại, lại như hư không lìa mây sương mù ngăn che tịch tĩnh được tánh trong sáng, không phải chẳng phải kia lúc bị mây che không tánh trong sáng. Trong đây đạo lý nên biết cũng vậy. Sao gọi là pháp giới thanh tịnh? Vì tu chánh trí nên vĩnh viễn đoạn trừ các tướng, chứng đắc chân như, thí như người trong mộng,
Thầy Hy Thần bị cuốn trôi trong dòng nước lớn, vì muốn vượt dòng thác mạnh nên phát đại tinh tấn. Tức do phát khởi đại tinh tấn bỗng nhiên thức giấc, đã tỉnh giấc đối với dòng nước kia đều không chỗ thấy. Đạo lý trừ tướng đây nên biết cũng vậy. Hỏi: vì tức ở đây khi tránh đoạn diệt ngôn thuyết tùy miên, tức trừ khiển các tướng, hay đã đoạn diệt rồi về sau mới trừ khiển? Đáp: lúc đoạn diệt, lúc trừ khiển đều ngang nhau, như đạo lý hai đầu cao thấp ngang nhau, lại như hình vẽ, khi thể xác hư hoại, hình tướng theo đó diệt, lại như lúc mắt bị bệnh mà được lành bệnh, thì các tướng hòa mắt chuyển động cũng được trừ khiển. Lúc lành bệnh, lúc trừ khiển đều ngang nhau, trong đạo lý đây nên biết cũng vậy. Hỏi: người tu quán hành sao gọi là trừ khiển tướng cảnh sở duyên? Đáp: do tâm chánh định, trước quán sát sâu các cảnh giới ảnh tượng sở tri, về sau do lực tác ý thắng nghĩa, chuyển xả hữu tướng, chuyển đắc vô tướng, chuyển vô tướng đây lại có 5 vị: 1 vị ít phần, 2 vị biến mãn, 3 vị có động, 4 vị có gia hạnh, 5 vị thành tựu viên mãn. Hỏi: thành tựu viên mãn có tướng gì? Đáp: vì chẳng phải chỗ xen tạp của tất cả phiền não, tất cả tai hoại, vì chỗ nương thanh tịnh rốt ráo không não, thuyết danh là thành tựu viên mãn. Tức đây lại là sở hành nhĩ thiện thanh tịnh chân thật, sở hành tất cả hiện lượng, sở hành tất cả tự tại. Hỏi: ở thành tựu viên mãn đây kiến lập bao nhiêu thừa, ngang thời nào chứng? Đáp: vì theo đó chứng đắc ba chủng căn sai biệt, nên kiến lập ba thừa. Nhưng hai thừa kia dụng vô thượng chánh đẳng bồ đề thừa làm căn bản, lại hai thừa kia vì theo duyên sai khác, theo đó sự thành thục không quyết định, cho nên thời lượng chứng đắc cũng không quyết định. Thừa cuối cùng kia cần trải qua ba chủng vô số đại kiếp mới có thể chứng đắc, vì lương đoạn ba chủng thô trọng riêng khác. Những gì gọi là ba chủng thô trọng? Một, thô trọng ở phần da là phẩm đường ác không đáng vui, do đoạn kia nên không đến đường ác, lúc tù gia hạnh không bị sự gián đoạn xen tạp của đường ác không đáng vui. Hai, thô trọng ở phần thịt là phẩm phiền não chứng, do đoạn kia nên tất cả phiền não cực vi tế cũng không hiện hành, nhưng chưa vĩnh viễn hại diệt tất cả tùy miên. Ba, thô trọng ở phần tâm là phẩm sở trì chứng, do đoạn kia nên vĩnh viễn hại diệt tất cả sở hữu tùy miên, biến khắp tất cả cảnh giới sở tri, vô chướng ngại trí tự tại chuyển. Lại nữa, sao gọi là kiến lập thanh văn thừa? Có ba nhân duyên: một vì biến hóa, hai vì thệ nguyện, ba vì pháp tánh. Biến hóa: tùy thế lực giáo hóa kia mà Như Lai hóa làm thanh văn để giáo hóa. Thệ nguyện: có Bồ Đạt Già La phát thệ nguyện tu tập thanh văn thừa, được kiến lập kia là thanh văn. Pháp tánh: có Bồ Đạt Già La bản tánh xưa nay từ bi yếu kém, ở nơi các sự khổ sanh sâu hãi sợ, do hai nhân đây đối với việc lợi tha không vui thích sâu, không vì việc đây mà vui ở trong sanh tử. Do người kia an trụ pháp tánh như thế nên lập là thanh văn, lại hiểu rõ pháp tánh đây ở trong tất cả an lập đế, phần nhiều tu tập e sợ hành chuyển. Do nhân duyên đây chứng đắc viên mãn, như thanh văn thừa, độc giác thừa cũng vậy. Độc giác đây có sai khác là ra đời không gặp Phật xuất thế, mà chứng chánh giác, trái với ba tướng nhân duyên trên nên biết là Bồ Tát. Lại nữa, sao gọi là thanh văn hoại mất chánh pháp và tỳ nại gia? Có thanh văn kế chấp, chỉ không có các phiền não thiêu đốt gọi là tịch diệt, sanh sầu hãi sợ, ngã sẽ đoạn, ngã sẽ hoại vĩnh viễn, ngã sẽ không có. Thì như có người từ lúc nhỏ thân bị bệnh nhiệt, cho nên đối với thân không bệnh, người kia không có cảm nhận riêng, đến lúc lành bệnh, nóng bức của cơ thể theo đó cũng diệt, liền sanh sợ hãi, ta không thể thoát khỏi bệnh nhiệt như vậy, đây gọi là hoại mất. Thí dụ đây hiện việc hoại mất của thanh văn cũng vậy. Lại nữa, sao gọi là Bồ Tát hoại mất đại thừa? Có Bồ Tát được nghe tất cả pháp thầm sâu vô tánh, liền chấp tất cả phiền não thiểu đốt tự tánh vốn không, cho là không có sanh tử trọng bệnh. Thì như có người trong thân phát khởi bệnh nóng sốt mà tưởng là không bệnh, nên đối với bệnh đây chẳng thể giải thoát, đây gọi là hoại mất. Thí dụ đây hiển việc hoại mất của Bồ Tát nên biết cũng vậy. Hỏi: năm sự như vậy bao nhiêu là thân, bao nhiêu là chẳng phải thân? Đáp: tướng thông hai chủng, hai là thân, một là chẳng phải thân. Chân như đều không thể nói, như thân thì hữu và thế gian nên biết cũng vậy. Hỏi: năm sự như vậy và bốn chủng chân thật, trong đây sự nào nhiếp bao nhiêu chân thật?
Đắc chân thật do thế gian mà thành, và chân thật do đạo lý mà thành, nhiếp thuộc ba sự. Chân thật do phiền não tịnh trí sở hành, và chân thật do sở tri chướng tịnh trí sở hành, nhiếp thuộc hai sự. Hỏi: năm sự như vậy và bốn chủng tầm tư, trong đây sự nào nhiếp bao nhiêu tầm tư? Đáp: phân biệt tương ưng như lý tác ý, nhiếp chung bốn chủng. Hỏi: năm sự như vậy và bốn chủng như thật biến trí, trong đây sự nào nhiếp bao nhiêu như thật biến trí? Đáp: tất cả đều do chánh trí nhiếp lấy. Hỏi: nương đâu Thế Tôn mật ý thuyết tất cả pháp đều không hai? Đáp: tức nương năm sự đã thuyết như vậy, do tự tánh thế tục thuyết vô tự tánh, do tướng riêng biệt thuyết có tự tánh. Hỏi: nương đâu Thế Tôn mật ý thuyết tất cả pháp đều vô tự tánh? Đáp: do nương thế lực giáo hóa kia mà thuyết ba chủng tánh vô tự tánh: một, tướng tánh vô tự tánh; hai, sanh tánh vô tự tánh; ba, thắng nghĩa tánh vô tự tánh. Sao gọi là tướng tánh vô tự tánh? Tức là tất cả pháp do thế tục ngôn thuyết tự tánh. Sao gọi là sanh tánh vô tự tánh? Tất cả hành do các duyên mà được sanh, do lực của duyên nên có, chẳng phải tự nhiên có, cho nên thuyết là sanh tánh vô tự tánh. Sao gọi là thắng nghĩa tánh vô tự tánh? Đó là chân thật nghĩa, chỗ sao điển tướng pháp. Đây do thắng nghĩa nói tánh vô tự tánh, như bí xô quán hành ở nơi đống xương sanh thắng giải, đây mà không thể trừ khiển. Cho nên ở đống xương đây, tưởng thắng nghĩa vô tự tánh hằng chuyển không gián đoạn. Như vậy nên biết thắng nghĩa tánh vô tự tánh. Trong năm sự đây chẳng phải do tướng tánh vô tự tánh mà thuyết vô tự tánh, nhưng do sanh tánh vô tự tánh, thắng nghĩa tánh vô tự tánh, nên tùy chỗ thích hợp thuyết vô tự tánh. Tướng danh phân biệt chánh trí đều do hai chủng tánh vô tự tánh. Chân như chẳng do tánh vô tự tánh mà thuyết vô tự tánh. Cho nên trong Già Đà ứng tụng Thế Tôn nương mật ý đây thuyết lời như vậy: ta thuyết một đế, lại không thuyết có đế thứ hai. Hỏi: Thế Tôn nương đâu mật ý thuyết tất cả pháp vô sanh vô diệt, bản lai tịch tĩnh tự tánh niết bàn? Đáp: nương tướng tánh vô tự tánh thuyết lời như vậy. Hỏi: Thế Tôn nương đâu mật ý thuyết tất cả pháp ngang đồng hư không? Đáp: cũng nương tướng tánh vô tự tánh thuyết lời như vậy. Hỏi: Thế Tôn nương đâu mật ý thuyết tất cả pháp đều như huyễn thể? Đáp: nương sanh tánh vô tự tánh và thắng nghĩa tánh vô tự tánh thuyết lời như vậy. Hỏi: Thế Tôn nương đâu mật ý thuyết tùy quán hết thảy sắc cho đến thức có vô thường? Đáp: nương tướng tánh vô tự tánh mà thuyết lời như vậy. Vì cớ sao? Muốn thuyết tùy quán hết thảy thường không có, cho nên thuyết tùy quán hết thảy có vô thường. Hỏi: Thế Tôn nương đâu mật ý thuyết tùy quán hết thảy sắc cho đến thức đều có khổ? Đáp: nương sanh tánh vô tự tánh và thắng giải tánh vô tự tánh thuyết lời như vậy. Hỏi: Thế Tôn nương đâu mật ý thuyết tùy quán hết thảy tức kia đều không? Đáp: tức các pháp kia nương sanh tánh vô tự tánh và thắng nghĩa tánh vô tự tánh, do xa lìa tướng tánh vô tự tánh thuyết lời như vậy. Như nương tánh xa lìa thuyết kia là không, nương tánh tướng khác thuyết là vô ngã cũng vậy. Hỏi: Thế Tôn nương đâu mật ý thuyết sắc cho đến thức, vì như lý quán, vì tư duy sâu cho đến quán kia chẳng phải có hiển hiện? Đáp: nương tướng tánh vô tự tánh thuyết lời như vậy. Hỏi: Thế Tôn nương đâu mật ý thuyết kia hiển hiện hư ngụy không thật? Đáp: nương sanh tánh vô tự tánh và thắng nghĩa tánh vô tự tánh thuyết lời như vậy. Hỏi: Thế Tôn nương đâu mật ý thuyết lời như vậy? Cho nên này nên biết xứ đây, nầy nhãn vĩnh viễn tịch diệt xa lìa tưởng sắc cho đến ý vĩnh viễn tịch diệt xa lìa tưởng pháp. Đáp: đều không nương tánh vô tự tánh thuyết lời như vậy. Hỏi: Thế Tôn nương đâu mật ý thuyết do kia nên ở tất cả xứ khiển trừ tất cả tưởng, trời đế thích cũng không thể biết vị kia nương xứ nào mà khởi tịnh lự? Đáp: đều không nương tánh vô tự tánh thuyết lời như vậy. Hỏi: Thế Tôn nương đâu mật ý thuyết nơi nhãn nhận biết sắc năng thuận theo xứ hỷ ưu xả, cho đến ý nhận biết pháp không thường không thật, không gì không điên đảo, không gì chẳng điên đảo, lại thuyết có thánh đế xuất thế gian? Đáp: nơi tất cả tánh vô tự tánh hoặc không nương tánh vô tự tánh thuyết lời như vậy. Hỏi: Thế Tôn nương đâu mật ý thuyết người tịnh lự cảnh giới tịnh lự, chư Phật cảnh giới chư Phật đều không thể nghĩ bàn? Đáp: nương tất cả tánh vô tự tánh
hoặc không nương tánh, vô tự tánh mà thuyết lời như vậy. Hỏi, năm sự như vậy duyên nào kiến lập tướng đầu tiên cho đến kiến lập chánh trí sau cùng? Đáp, nếu không ở nơi sự tướng ấy mà thi thuyết danh thì không đúng đạo lý. Nên kể đến thi thuyết danh đây, do danh đây nên thi thuyết tự tánh, thi thuyết sai biệt, cho nên kể đến thi thuyết phân biệt đây, do lúc phân biệt hoặc phân biệt tướng hoặc phân biệt danh, hoặc đồng phân biệt tướng và danh, do ba pháp, ba pháp đầu đây, hiển tướng lớp phẩm tạp nhiễm viên mãn. Từ đây năng tu tướng lớp phẩm thanh tịnh, tức quán sở hữu các pháp tạp nhiễm kia là chân như, cho nên kể đến thì thiết chân như, do chánh trí nên năng chân chánh quán sát, năng đắc thành tịnh, cho nên kể đến thì thiết chánh trí, do hai chủng cuối đây, hiện tướng lớp phẩm thanh tịnh viên mãn, cho nên hiển thị thứ tự của năm chủng như vậy. Như vậy đã thuyết quyết trạch sự trong phần chân thật nghĩa. Nếu muốn rõ biết chân thật nghĩa, lại nên tu quán ở nơi bà tự tánh. Ốt Đà Nam nói, nêu chung phân biệt riêng, duyên sai biệt y nương, cũng vi tế chấp trước như dành thảy chấp tánh. Sao gọi là ba chủng tự tánh? Một, tự tánh biến kế sở chấp. Hai, tự tánh y tha khởi. Ba, tự tánh viên thành thật. Tự tánh biến kế sở chấp, theo ngôn thuyết nương giả danh lời kiến lập tự tánh. Tự tánh y tha khởi, tự tánh do từ các duyên mà sanh. Tự tánh viên thành thật, các pháp chân như sở hành thành trí, cảnh giới thành trí, sở duyên thành trí, cho đến năng khiến chứng đắc thành tịnh, năng khiến giải thoát tất cả tướng phược và thô trọng phược, cũng khiến dẫn phát tất cả công đức. Hỏi, tự tánh biến kế sở chấp nên biết duyên những gì? Đáp, nên biết duyên ở nơi danh tướng phụ thuộc lẫn nhau. Hỏi, tự tánh y tha khởi nên biết duyên những gì? Đáp, nên biết duyên chấp tự tánh biến kế sở chấp. Hỏi, tự tánh viên thành thật nên biết duyên những gì? Đáp, nên biết duyên tự tánh biến kế sở chấp. Ở trong tự tánh y tha khởi nên biết dỗ giáo không thật. Trong kinh khác Thế Tôn thuyết, duyên chẳng chấp trước tự tánh biến kế sở chấp, tánh đây nên biết nương đắc thành tịnh mà thuyết, chẳng nương tướng thuyết, này trong nghĩa đây nên biết nương tướng thuyết. Hỏi, tự tánh biến kế sở chấp có bao nhiêu chủng? Đáp, được có 5 chủng. 1. Tự tánh nghĩa biến kế. 2. Tự tánh danh biến kế. 3. Tự tánh tạp nhiễm biến kế. 4. Tự tánh thành tịnh biến kế. 5. Tự tánh chẳng phải tạp nhiễm thành tịnh biến kế. 1. Sao gọi là tự tánh nghĩa biến kế? Có 4 chủng. A. Tự tướng biến kế. B. Tướng sai biệt biến kế. C. Tướng sở thủ biến kế. D. Tướng năng thủ biến kế. Tự tướng biến kế. Biến kế sự đây là tự tánh sắc cho đến sự đây là tự tánh thức. Sự đây là tự tánh nhãn cho đến sự đây là tự tánh pháp. Tướng sai biệt biến kế sắc đây là khả ý. Sắc đây là không khả ý, sắc đây là chẳng phải khả ý, chẳng phải không khả ý. Sắc đây là có thể thấy, sắc đây là không thể thấy. Sắc đây là có đối ngại, sắc đây là không đối ngại. Sắc đây là hữu lậu, sắc đây là vô lậu. Sắc đây là hữu vi, sắc đây là vô vi. Hết thảy đạo lý sai biệt như vậy là sở hữu sai biệt của biến kế sắc. Như sắc thì tất cả xứ khác như uẩn nên biết cũng vậy. Tướng sở thủ biến kế sắc đây là nhãn sở thủ, cho đến biến kế thọ tưởng hành thức đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý sở thủ. Lại biến kế thọ tưởng hành thức đây là ý sở thủ dục giới, đây là ý sở thủ sắc giới, đây là ý sở thủ vô sắc giới, đây là ý sở thủ không hệ buộc. Tướng năng thủ biến kế sắc đây là sắc năng thủ, sắc đây là thanh hương vị xúc pháp năng thủ. Lại biến kế thọ tưởng hành thức đây là sắc năng thủ, đây là thanh hương vị xúc pháp năng thủ. Hai, sao gọi là tự tánh danh biến kế? Có hai chủng, không sai biệt và có sai biệt. Không sai biệt, biến kế sở hữu danh của tất cả pháp. Có sai biệt, biến kế danh đây là sắc, danh đây là thọ, danh đây là tưởng, danh đây là hành, danh đây là thức. Như vậy, thể loại vô lượng vô số pháp sai biệt, trong đó mỗi pháp có danh riêng sai biệt. Ba, sao gọi là tự tánh tạp nhiễm biến kế? Biến kế sắc đây có tham, có sân, có si, chẳng thể xa lìa tham sân si hạnh buộc, lại không cùng tương ứng với tất cả thiện pháp như tín. Lại biến kế thọ đây, tưởng đây, hành đây, thức đây có tham, có sân, có si, chẳng thể xa lìa tham sân si hạnh buộc, lại không tương ứng với tất cả thiện pháp như tín. 4. Sao gọi là tự tánh thanh tịnh biến kế? Nên biết trái với tướng trên. 5. Sao gọi là
tự tánh chẳng phải tạp nhiễm thanh tịnh biến kế. Biến kế sắc đây là sở thủ, đây là năng thủ. Thọ tưởng hành thức đây là sở thủ, đây là năng thủ. Lại trong tất cả pháp vô ký, biến kế sở hữu vô ký của các pháp. Lại nữa, tự tánh biến kế sở chấp có năm chủng. Một, tự tánh nương danh biến kế nghĩa. Hai, tự tánh nương nghĩa biến kế danh. Ba, tự tánh nương danh biến kế danh. Bốn, tự tánh nương nghĩa biến kế nghĩa. Năm, tự tánh nương danh nghĩa biến kế danh nghĩa. Sao gọi là tự tánh nương danh biến kế nghĩa? Biến kế danh sự sắc đầy có thật tánh sắc, danh sự thọ tưởng hành thức đầy có thật tánh thọ tưởng hành thức. Sao gọi là tự tánh nương nghĩa biến kế danh? Biến kế sự đầy danh là sắc hoặc chẳng danh là sắc, sự đầy danh là thọ tưởng hành thức hoặc chẳng danh là thọ tưởng hành thức. Sao gọi là tự tánh nương danh biến kế danh? Không liễu rõ sự sắc mà khởi biến kế phân biệt danh sắc, không liễu rõ sự thọ tưởng hành thức mà khởi biến kế phân biệt danh thọ tưởng hành thức. Sao gọi là tự tánh nương nghĩa biến kế nghĩa? Không liễu rõ danh sắc, không do không liễu rõ danh mà khởi biến kế phân biệt sự sắc, không liễu rõ danh thọ tưởng hành thức, do không liễu rõ danh mà khởi biến kế phân biệt sự thọ tưởng hành thức. Sao gọi là tự tánh nương danh nghĩa biến kế danh nghĩa? Biến kế sự đây là tự tánh sắc, danh là sắc. Biến kế sự đây là tự tánh thọ tưởng hành thức, danh là thọ tưởng hành thức. Lại nữa, chấp tự tánh biến kế sở chấp được có hai chủng: một, chấp gia hạnh; hai, chấp danh thì thiết. Chấp danh gia hạnh, chấp gia hạnh lại có năm chủng: a, vì tham ái gia hạnh; b, vì sân khỏe gia hạnh; c, vì hội hợp gia hạnh; d, vì ly biệt gia hạnh; e, vì xả gia hạnh. Chấp danh thì thiết lại có hai chủng: a, chỗ tác phi văn tự; b, chỗ tác văn tự. Chỗ tác phi văn tự tức là chấp. Đây là vật gì? Sao gọi là vật đây? Vật đây là thế nào? Vật đây ra sao? Chỗ tác văn tự tức chấp. Đây là vật đây. Vật đây như vậy, hoặc sắc cho đến, hoặc thức, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, hoặc thường, hoặc vô thường, hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký như vậy thảy. Lại nữa, chấp chấp vi tế có năm chủng: một, ở nơi vô thường chấp thường; hai, ở nơi khổ chấp lạc; ba, ở nơi bất tịnh chấp tịnh; bốn, ở nơi vô ngã chấp ngã; năm, ở trong các tướng chấp tự tánh biến kế xả chấp. Lại nữa, do năm nhân duyên nên biết ngu phu như danh như lời. Ở nơi sự hí luận mà chấp có tự tánh, vì cớ sao nhân có lời hỏi sự đây lấy gì làm tự tánh? Đáp, sự đây là tự tánh sắc chẳng phải danh sắc, hoặc đáp, sự đây là tự tánh thọ tưởng hành thức chẳng phải danh thọ tưởng hành thức. Lại nữa, người một mình ở chốn không nhàn, tinh xiềng quá xa tự tướng cộng tướng các pháp, tầm tư sự đây là tướng sắc chẳng phải danh sắc, hoặc tầm tư sự đây là tướng thọ tưởng hành thức chẳng phải danh thọ tưởng hành thức. Lại nữa, ở nơi sự sắc đây, khi tầm cầu tướng sắc không thể được liền sanh chẳng vui, vì chẳng cầu danh sắc thời không thể được. Hoặc ở sự thọ tưởng hành thức đây, khi tầm cầu tướng thọ tưởng hành thức không thể được liền sanh chẳng vui, vì chẳng cầu danh thọ tưởng hành thức thời không thể được. Lại nữa, lời ở nơi danh chuyển, danh ở nơi nghĩa chuyển. Trong đây nếu danh năng hiển nghĩa tự tướng, chẳng phải đây năng hiển nghĩa tướng sai biệt, chẳng phải đây năng hiển nghĩa tướng sở thủ, chẳng phải đây năng hiển nghĩa tướng năng thủ. Hoặc danh cho đến năng hiển nghĩa năng thủ, chẳng phải đây năng hiển cho đến nghĩa tự tướng. Nếu thức danh kia ở nơi nghĩa tự tướng chuyển, cũng cho đến ở nơi nghĩa tướng năng thủ chuyển. Các danh còn lại hành hiểu riêng biệt tùy nghĩa mà chuyển nên không thể được. Đây không đúng lý. Như vậy lại có, lại trong chỗ có danh, mỗi danh thì có nghĩa riêng chuyển. Nếu danh ở nơi nghĩa tự tướng chuyển, cho đến nếu danh ở nơi nghĩa tướng năng thủ chuyển. Danh đây là ở nơi nghĩa có chuyển ư, hay là ở nơi nghĩa không chuyển ư? Ở nơi nghĩa có mà chuyển lại không đúng lý. Không đúng lý, đây như trước đã biện trong quán năm sự. Ở nơi nghĩa không mà chuyển, vậy thì danh đây ở nơi nghĩa tướng không chuyển, tí này chấp nhận được. Nếu ở nơi nghĩa tướng không chuyển thì nghĩa đây chẳng phải có, chỉ năng hiển thị tự tăng ích. Nếu thủ tăng ích tức là chấp trước, cho nên như danh như lời
như sự hiến loạn, đạo lý chấp trước, tự tánh, thành tựu. Lại nữa, tất cả ngu phù bị trói buộc ở trong các tướng danh lợi, nên biết như danh như lợi ở nơi sự hiến loạn mà vọng chấp tự tánh. Hỏi, duyên cớ nào nên biết bị trói buộc ở trong các tướng danh lợi? Đáp, do lý và giáo. Sao gọi là do lý? Hoặc lìa danh lợi ở trong các sự chẳng thể được hỷ lạc, hoặc danh lợi cùng ở trong các sự hỷ lạc khả đắc, đây là một đạo lý. Lại chuyển chuyển nương nhau mà được sanh khởi, vì cớ sao? Vì sự nương danh lợi mà được sanh, vì danh lợi nương sự mà có thể được sanh. Như người thế gian cần nương sự có thì phân biệt danh lợi mới được sanh khởi, chẳng phải ở nơi sự không mà khởi phân biệt đây. Như vậy nên biết sự làm chỗ nương tựa mà danh lợi được sanh, như người tịnh lự, lúc bên trong tịnh lự, như như ý tác ý danh lợi. Như vậy, vì có ảnh tượng đồng phận sự sở tri sanh khởi mới liền chuyển vận hiện tại tiền. Như vậy nên biết danh lợi vì nương sự mà có thể được sanh. Lại ở nơi danh lợi lúc tu đối trị, nếu an đặt tâm nơi vô tướng giới, tất cả các tướng đều không hiện tiền. Nếu không an đặt tâm ở vô tướng giới, không tùy theo chỗ muốn, tâm liền bị trôi chuyển theo các tướng. Do đạo lý đây nên biết ở nơi tướng danh lợi mà bị trói buộc. Sao gọi là do giáo? Như Thế Tôn thuyết, phàm phu nghĩ ngu muội trói buộc nơi tướng lời, lời buộc mâu ni thoát nơi tướng được tự tại. Người hành kiến thanh tịnh an trụ nơi chân trí, ở tự tánh không đắc, không thấy chỗ nương kia. Do chân trí thanh tịnh gọi kia là chân minh, không tương ưng hai chấp nên hiệu là không hai. Lại như dị sanh ở trong các uẩn khéo biết vô ngã, tuy quán trong uẩn chỗ kiến lập ngã chỉ là giả có, nhưng ở nơi chấp ngã kia vẫn bị chuyển theo, vì chưa vĩnh viễn đoạn trừ tùy miên vậy. Trong đầy đạo lý nên biết cũng vậy.